Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia, bao gồm dự trữ chiến lược, dự trữ sản xuất, dự trữ thương mại vận tải, lưu thông phân phối, đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường, bảo đảm dự trữ cung ứng đầy đủ, an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Bảo đảm sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75 đến 80 ngày nhập dòng, phân đấu đạt 90 ngày nhập dòng, bảo đảm sức chứa dự trữ khí đốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khí nguyên liệu cho các ngành năng lượng và công nghiệp quyết định nêu rõ mục tiêu cụ thể về hạ tầng dự trữ và hạ tầng cung ứng xăng dầu khí đốt